Alo, Vườn Mai Như Huỳnh mến chào cả nhà. Thì hôm nay Huỳnh sẽ giới thiệu cho cả nhà xem ha. Huỳnh có hai lô mai cực kỳ đẹp và coi như giá cực sốc luôn nha cả nhà. Rồi, cả nhà đi vào chi tiết rễ nha. Trời ơi, cả nhà ơi, rễ nó rất là đẹp luôn nha. Đó, hình bí nha cả nhà. Bí này thì có trái nó cũng được nửa trái nè. 1, 2, 3, 4 khía. Rồi, có trái nó như thế này ha. Có trái thì... nó cũng tròn nha cả nhà. Ví dụ như cái trái này nó tròn nè. Đó, năm khía nó tròn nè cả nhà. Rồi, và ngoài ra thì nó có các cái kiểu quấn rễ hình thú nữa, nằm ngang nè. Đó, hình thú nằm ngang cả nhà. Hoặc là đây. Trời ơi, nó quái ghê chưa. Đó, cả nhà thấy ha. Có cái kiểu như thế này đó nha cả nhà. Đây là cái kiểu mà Quỳnh hay quay luôn á. Rồi, đây nè cả nhà, đa số là cái quấn rễ tự do, nhưng mà trong đó là nó có trội, đó là hàng bí, với lại là cái kiểu lò xo nè, rồi cái rễ mà nó quái như thế này đó. Rồi bây giờ chi tiết là rễ là như vậy ha. Rồi có cái thì nó cũng như thế này nha cả nhà. Ồ, nó đa dạng lắm nha. Thường thì nói chung là Quỳnh sẽ sưu tầm những cái rễ đẹp đó, để cho cả nhà mình đầu tư thời gian dài thì nó có giá trị á cả nhà. Đây, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ Quỳnh vô chi tiết nè. Cây nó đây, 1, 2 gang mấy tay Quỳnh. Quỳnh lấy trung bình là từ 35 cho tới là 45cm nha cả nhà. Và cả nhà thấy nè, thóp thân rất là ngắn luôn. Chi nhánh thì nó có nha cả nhà. Đó, tài nhánh nó ra nè. Và đây, cây này cũng vậy nè cả nhà. Đó, bé bé lùng lùng nhưng mà nó khá là cân đối nha cả nhà. Về cái chi cành nè. Rồi đây cả nhà. Rồi Quỳnh cho cả nhà mình xem về cái chột đây nè. Em ướm thử cái ống hút cho cả nhà xem nha. Thì có cây nó cũng nhỏ hơn, có cây nó cũng bằng cái ống hút nha cả nhà. Đây có cây thì nó cũng em như thế này ha. Hoặc là đầu đũa mà chúng ta ăn cơm, to hơn đầu đũa chúng ta ăn cơm tí. Thì Quỳnh so sánh như thế này để hơi về có những cây nhiều khi trên màn hình này chúng ta thấy nó to, về nhà thấy nó nhỏ, nhưng mà em đo như vậy thì cả nhà mình có thể là hình dung ra được cái cây ha. Rồi, đảm bảo với cả nhà rằng nó sẽ có những cái kiểu rễ như thế này nha cả nhà. Đó, nó có kiểu rễ như vậy. Rồi bây giờ cây á thì em thấy là nó cân đối với cái chiều cao và nó cái thân của nó luôn, kể cả cái rễ nó nổi ra luôn cả nhà. Nó nổi lên như thế này luôn. Còn một số á thì nó không có nổi lên, nó nằm ở phía dưới. Nó nằm ở phía như thế này cả nhà ha. Rồi. Em như cả nhà mình xem đây. Giá thì sẽ là 5.500 một cây ha. Và 50 cây thì Quỳnh sẽ ship. Và em sẽ bao phí ship từ 100 cây trở lên nha cả nhà. Đó, cây nè. Nó lùng lùng mà nó mập ha. Nó cân đối nha cả nhà. Nó cân đối với cái cây. Và rễ thì nó nhất định nó sẽ có những cái rễ như thế này nha. Và có những cái nó nằm sâu ở dưới nữa cả nhà. Đó, đây. Em mới cho cả nhà mình xem một lần nữa về cái rễ nha. Nó sẽ có những cái kiểu như thế này nha cả nhà. Rồi. Đó, cây thì nó chi cành như thế này vậy nè. Quỳnh xin nhắc lại nha. Về cái độ tốt của cây thì rất là tốt rồi. Đó. Và cái loại này nè. Đây là mai vàng chơi Tết. Rồi, người ta hái những cái cây mà nó có hạt, người ta đem ương. Thì có nghĩa là người ta hái, có nghĩa là số lượng rất là nhiều. Đây là khoảng tầm 4.000 cây cả nhà. Nên là không xác định được mặt hoa của nó. Nó chỉ nằm trong độ là từ 5 cho đến là 12 cánh. Nên thành ra cả nhà mình có hai cái sự lựa chọn. Thứ nhất là ta có thể về chúng ta nuôi cho nó lớn tí xíu, rồi chúng ta thấy được mặt hoa ok chúng ta để luôn. Còn nếu như mà cảm thấy mà mặt hoa nó không ok thì chúng ta cắt, chúng ta ghép, và lúc đó alo cho Quỳnh để mà mình mua những cái loại mai ghép, mai cúc á cả nhà. Đó, và đầu tư những cái rễ như thế này về thì sau này cây nó có rất là giá trị. Với lại là cái giá trị kinh tế của cây mai á cả nhà, là coi như là nó luôn có giá trị, bởi vì đây lại mang đến cái giá trị tinh thần, và cũng như là mỗi một cái bộ rễ của nó có một cái đặc trưng khác nhau cả nhà. Và nếu như mà diện tích đất á, chúng ta hẹp hay là rộng gì thì cũng có thể đầu tư, chúng ta có thể là trồng xen canh nữa cả nhà. Và nếu như về thì
Đầu tiên về thì chúng ta tưới dưỡng rễ trước ha. Sắp ra tưới nước rồi tưới dưỡng rễ. Rót 2, rót 10, N3M gì cũng được. Xong rồi, tầm chừng khoảng mà nó bén rễ, nó ăn phân đồ, nó chung là nó đã ok rồi. Tầm 1 tháng, 2 tháng đi cả nhà. Thì chúng ta tưới nhẹ, tưới loãng cái 3 số 17 là 17. Xong rồi khi nào mà nó ổn định muốn cho mặt gốc thì lúc đó là ta tưới là có thể nhiều cái loại phân 30-10-10, 20-10-10 hoặc là 30-10-20 hoặc là 20-10-30 cả nhà. Nói chung là những cái loại đó chúng ta có đi cái hàm lượng, nghĩa là nhẹ từ từ rồi bắt đầu mới lên nhiều nhiều ha cả nhà, để hơi tránh nó bị phạm rễ. Rồi và đây là cái lô thứ hai cả nhà, có chiều cao tầm 45 cho đến là 65 cm. Đây 45 cho đến 65 cm nha cả nhà. Trời ơi, tất cả bộ rễ của nó rất là đẹp cả nhà. Đó là gì? Là bí nè, ba múi, bốn múi nè. Đó, kiểu này như thế này ha. Rồi, nó cũng có hình thú dắt ngang nữa nè. Rồi, đây cái rễ nè cả nhà thấy nè. Đó, múi bí nó to ghê chưa. Rồi, cái chỗ cây thì Quỳnh sẽ đo nha. To hơn cái ống hút nha cả nhà. Đó, to hơn cái ống hút. Rồi, có cây thì nó cũng nhỏ hơn cái đầu đũa chúng ta không ăn một tí. Và có cây thì nó cũng ở lửng lửng cái cây đũa ăn. Lửng lửng cái cây đũa này cả nhà. Đó, nói chung là nó sẽ tầm những cái cỡ như thế này ha. Rồi, rễ là như vậy nha cả nhà. Đó, rễ như thế này. Có những cái thì rễ nó cũng đơn giản. Nó đơn giản 2-3 múi như thế này ha. Rồi, về chiều cao nè cả nhà thấy nè. Thóc thân cũng rất là ngắn nha cả nhà. Đó, chi cành của nó rất là khỏe luôn. Đây cả nhà, em đo nha. 1 gang, 2 gang, 3 gang dư một cơ đọt là Quỳnh lấy từ 45 cm nha cả nhà. Rồi, có cây nó cũng là 1, 2. Đây, như cây này đi. Cây này Quỳnh đo nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4. Đó. Rồi, có cây nó cũng như thế này. Có cây nó cũng như thế này. 1 gan, 2 gan, yếu 3 gan ha. Như vậy là Quỳnh lấy trung bình là từ 45 cho đến là 65 cm nha cả nhà. Rồi, rễ nó sẽ như vậy nha cả nhà. Đó, cây nó rất là khỏe luôn. Thì có những cái nó lòi lên, còn có cái nó không có lòi lên. Có cái thì nó cái kiểu đó, cái này nè, cái kiểu như thế này nè cả nhà. Đó, nó đủ kiểu hết nha. Rồi, thì cái này là lộn xộn, bí là bí 3-4 múi, bí một bên hoặc là bí đây ba múi, ba múi rất là đẹp luôn cả nhà. Có khi thì nó cũng tròn đều ha. Rồi, có cây thì nó cũng hình như thế này nè cả nhà, hình con thú dắt ngang nè. Đó, rồi cây thì cành nhánh khỏe lắm luôn nha cả nhà, rất là tốt, tốt mịch luôn. Cây như thế này là 7.000 một cây cả nhà, 7.000 một cây thôi. Và Quỳnh sẽ ship từ 30 cây trở lên, bao phí vận chuyển từ 100 cây nha cả nhà. 100 cây là Quỳnh sẽ bao phí vận chuyển ha. Và cái bộ rễ là cái phần quyết định quan trọng để chúng ta đầu tư một cái cây cả nhà. Đó, với lại cái gì cả nhà, cả nhà thích cái chi cành nhánh để mà tầm tàng thông thì những cái cây này rất là thích hợp luôn, bởi vì thóc thân ngắn và nó có rất là nhiều nhánh. Đó, ở đây cũng vậy nè cả nhà, cho cả nhà xem nè, nó có nhiều nhánh nè, thậm chí bên đây cũng vậy luôn nha. Đó, có những cây đây cả nhà, ôi ôi rất là tốt luôn ha. Rễ là coi như rễ đủ kiểu hết nha cả nhà. Rễ có những cái rễ nó là con thú nằm ngang ở phía dưới nha. Đó, thì mình đảm bảo với cả nhà rằng là rễ nó sẽ đa dạng nha cả nhà. Đó, bí rồi đủ kiểu hết ha. Rồi, nếu như ai yêu thích lô nào thì alo cho Quỳnh. Quỳnh sẽ nhắc lại, lô này sẽ là 7.000 một cây và Quỳnh sẽ bao ship từ 100 cây trở lên. 30 cây thì Quỳnh bán, Quỳnh ship 30-50 nhưng mà Quỳnh không bao phí. Nếu mà cả nhà 100 thì Quỳnh sẽ bao phí. Rồi, 50 cây Quỳnh sẽ tặng 3 cây và 100 cây là tặng 6 cây ha cả nhà. Đó, cây rất là tốt luôn, tốt mịch luôn á cả nhà. Đây, có những cái thì nó quấn rễ như thế này ha. Có những cái thì nó quấn trái bí cũng tròn. Rồi,
Như vậy thì rễ nó rất là đa dạng nha cả nhà, nên là cả nhà mình cứ an tâm về cái phần nè, cái phần thân đẹp nè, nó đều lắm nha cả nhà, chứ không phải là lấy hàng mẫu ra là đẹp đâu nha, nó rất là đều. Cả nhà thấy là một cái màng của nó rất là đều đúng không cả nhà? Rồi có hai cỡ ha, và có hai sự lựa chọn, thì cả nhà mình yêu thích cái cỡ nào thì alo cho Huỳnh, cũng như là đầu tư những cái cây mai về sau á cả nhà. Rồi Huỳnh mến chào cả nhà.